Tân Ái kính chào mọi người đang quay trở lại với video trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Ngày hôm nay thì Hoàng sẽ giới thiệu anh chị một cái sản phẩm giá rẻ và tầm tài chính thấp để anh chị nào có nhu cầu mua đầu tư hoặc là mua đất giá rẻ để xây nhà tại vị trí là ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh, một vị trí khá là quen thuộc. Từ vị trí đất của mình, hai lô này di chuyển về cái chợ cao su và trường học đường 14C, chỉ khoảng độ có cây số thôi anh chị. Ở đây có hai lô nha. Đây là đường nhựa quy hoạch dưới 20m, từ đây chạy ra ngoài là đồng nhựa lớn, quẹo bên phải là ra cung đường liên xã Long Giang, Long Phước về chợ cao su. Còn cái hướng chạy ngược lại là cũng là chợ cao su và đường 14C nữa nha anh chị. Và tiếp theo sau đây thì xin mời anh chị xem được cái hình dạng của hai thửa đất này nằm trên sổ nha. Đây là cái thửa đầu tiên với vị thế là tiếp giáp đường nhựa có lộ dưới hoạch 20m. Đất của mình cái lô đầu tiên này là tiếp giáp đường 5m, hai cạnh nhà vào, một cạnh là 27m, một cạnh là gần 30m. Cái đích vẫn là 5m như phần mặt tiền. Trên lô đất này thì có 25 m² thổ cư, toàn bộ là đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích là 139,3 m². Và hướng đất nằm tại là hướng đông bắc. Tiếp theo sau đây là cái lô thứ hai. Đây, lô thứ hai anh chị. Thì mô tiếp là hai lô này như nhau, nhưng mà cái lô vừa rồi Hoàng nói anh chị là cái hậu nó sẽ dài hơn. Một bên là 27, một bên 30. Còn cái lô này nó sẽ ngắn hơn một tí anh chị, một bên là 24, một bên 27, hai lô liền kề. Mặt tiền vẫn là đầu đích đều 5m. Tiếp giáp cái đường nhựa, hướng đất vẫn là hướng đông bắc nha. Và vẫn có 25 m² thổ cư trên đất, đủ để mình có thể xây nhà cấp 4. Khu vực nông thôn thì với thổ cư thế này mình có thể là xây hết đất rồi anh chị. Rồi tiếp theo sau đây là thực tế bên ngoài. Mình đang đứng từ ngoài nhìn vào nha. Đây là cái lô hậu ngắn hơn nè, bằng ngang 5, 27, 5 và 24. Có 25 m² thổ cư. Cặp tranh bên đây là đất của cái nhà cấp 4 ở phía trong anh chị, nằm sau hai lô này ha. Còn đây là cái lô thứ hai hậu dài hơn. Cạnh này dài vô vẫn là 27m nè, bằng ngang 5, dài xuống 29 30, đích là 5, dài lên 27. Đấy, 25 m² thổ cư. Nếu mà mua luôn hai lô, mặt tiền là 10m nè, cái này dài xuống là 30, đích là 10 và dài lên là 24m. Đó, nó nằm phụ đích của cái căn nhà cấp 4 nằm phía sau. Lô hai lô này thì giá như tiêu đề và hình nền anh chị đã xem, mỗi lô chỉ có 350 triệu thôi. Sở hữu ngay một lô đất nằm tại khu dân cư, có thổ cư, đất trồng cây lâu năm, tiếp giáp đường nhựa, đủ để xây một căn nhà cấp 4. Giá đất siêu rẻ ha. Và cũng xin chia sẻ anh chị thì với cái thế đất như thế này, hậu thì cũng tương đối là không dài lắm, tuy nhiên cũng vẫn xài được. Thứ hai nữa là trong cái mùa này thì chủ đã cân đối được một cái giá để cần bán nhanh rồi, cân đo đong đếm rồi nha anh chị. Cho nên là không thể nào rẻ hơn cái giá này nữa. Anh chị nào thấy phù hợp với tầm tài chính và thấy được giá thì có thể gọi ngay với Hoàng qua số điện thoại góc dưới màn hình để đi xem đất ngay, được giá thì mình có thể công chứng luôn nha. Bây giờ bắt đầu từ vị trí hai lô đất, Hoàng sẽ di chuyển tiếp tục ra cung đường nhựa liên xã nè, rồi quẹo phải vẫn là đường nhựa liên xã lớn, tuy nhiên lộ giới hoạch của nó là 30m để về chợ cao su nha. Xíu lại vị trí của mình đang chạy, đây là địa phận của ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh, nằm gần với chợ cao su, trường học từ cấp mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 và cấp 3 Quỳnh Thúc Kháng, cây xăng Petrolimex, chợ lớn cao su, trung tâm văn hóa, ủy ban nhân xã, đặc biệt là nằm gần với tuyến đường DT786. Đây là tuyến đường dẫn xuống của điểm xuống cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài sau này. Và từ vị trí đất di chuyển về bến xe xương của thành phố Hồ Chí Minh là chỉ khoảng độ 75 đến 80 cây thôi anh chị. Hai lô đất rất là đẹp, ngang 5 dài vô 29, lô còn lại là ngang 5 dài vô 27. Đều có 25 m² thổ cư trên hai lô. Giá trị mỗi lô là chỉ có 350 triệu. Nếu mà mua luôn hai lô là 700 triệu, còn thương lượng nhẹ nha. Và mọi nhu cầu chi tiết thì liên hệ với Hoàng qua số điện thoại là 0981877139. Đây là ngã ba chợ cao su và đây là chợ cao su anh chị. Hoàng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị trong video sau về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thoại Ninh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.